quý vị và các bạn, học tập luôn là hoạt động trọng yếu của học sinh nói chung và lứa tuổi học sinh tiểu học nói riêng. Thế nhưng từ khi đổi mới cách chấm điểm thay bằng nhận xét đánh giá, ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến động cơ học tập của các em. Do đó, để học tập đạt hiệu quả thì việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, vui tươi cho các em là một việc làm hết sức cần thiết và cần đặc biệt quan tâm, vừa nhằm khơi gợi lại sự hứng thú học tập, nhưng cũng vừa đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh tiểu học. Nhằm xây dựng một môi trường học tập mới cho học sinh tiểu học, năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã chọn trường tiểu học Tân Lược B, huyện Bình Tân làm trường đầu tiên thí điểm mô hình trường học kiểu mới, gọi tắt là VNEN. Đây là mô hình kế thừa những mặt tích cực của mô hình học truyền thống, kết hợp với đổi mới về mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy và học. Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay, tập thể hội đồng sư phạm của trường đã ghi nhận được nhiều thay đổi đáng kể. Với cái sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên của trường, thì qua 3 năm thực hiện, thì theo chúng tôi nhận thấy thì cái tình hình học tập của học sinh có tiến bộ ở gạch, tiến bộ về về cách giao tiếp. Tất nhiên là bởi vì cái mô hình học mới này chủ yếu là các em sẽ học theo nhóm, các em tự học, tự quản lý, tự chiếm lĩnh kiến thức dưới sự dẫn của giáo viên. Học nhóm là chủ yếu, do vậy thì các em phát biểu rất nhiều, làm cho các em tự tin hơn, hoạt bát hơn, nhạy bén hơn. Với cách thức dạy và học theo mô hình VNEN, các em đã phát huy tính tự học, sáng tạo, thể hiện sự mạnh dạn, tự tin và chủ động tham gia các hoạt động giáo dục. Phương pháp dạy học kiểu mới này còn giúp các em phát huy tốt các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự đánh giá lẫn nhau trong giờ học. Cách thức tổ chức lớp học cũng như cách bài trí các góc học tập đẹp mắt, ngăn nắp đã tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em cảm thấy được học trong môi trường học tập thân thiện, thoải mái và gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Mô hình trường học mới này thì học sinh nó học tốt bởi vì các em có cái cuốn sách là sách gọi là sách hướng dẫn học, thì học sinh nó dựa vào sách logo đó. Rồi cái học sinh nó dưới sự điều khiển của nhóm trưởng thì các em cứ trải qua cái cuộc sống trải nghiệm của nó rồi tìm tòi rồi phát hiện kiếm đến kiến thức thì các em học tập rất là tốt, rất hứng thú học tập. Sau quá trình hiện hành và chương trình mô hình trường học mới quen á thì thay đổi rất là nhiều, đổi mới phương pháp rất là nhiều, điển hình như là học sinh tự học, tự thao tác trên đồ dùng, nhóm nào mà làm chưa kịp thời, chưa đúng vậy thì giáo viên chỉ hỗ trợ thôi, rồi học sinh tự nhận xét và tự đánh giá kết quả học với nhau. Kết quả là thấy học sinh thực hiện chương trình của em là rất là hứng thú học và say mê vui vẻ học. Là một ngôi trường vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị không đầy đủ để có thể phục vụ công tác dạy và học. Thế nhưng nhiều năm qua, trường tiểu học Tân Thành A đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, hấp dẫn cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường cũng tạo mọi điều kiện áp dụng nhiều hình thức học tập khác nhau để các em cảm thấy vui vẻ khi đến trường. Qua đó, kết quả học tập cũng được nâng lên rõ rệt. Trong năm học 2014-2015 thì nhà trường có rất là nhiều cái câu lạc bộ như câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ mỹ thuật. Thì định kỳ hàng tháng thì nhà trường có tổ chức cho học sinh tham gia các cái phong trào như phong trào là kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rồi vẽ tranh liên hoàn và đóng vai theo tiểu phẩm an toàn giao thông. Và một điều đặc biệt thì theo định kỳ thì nhà trường có tổ chức cho các em học sinh chăm sóc cái tượng đài 857. Thì qua nhiều cái phong trào như thế thì giúp cho học sinh là học tập tốt hơn, vui mà học mà vui. Thì từ đó thì cái chất lượng của học sinh, đặc biệt là của trường thì ngày càng tiến bộ rõ nét. Ngoài việc khai thác sự lý thú trong chính nội dung dạy học, hứng thú của học sinh còn được hình thành và phát triển nhờ các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với sở thích của các em. Đó chính là cách tổ chức dạy học dưới dạng các trò chơi, các trò thi đố, tổ chức hoạt động học theo nhóm. Đặc biệt, việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết dạy luôn thu hút các em học tập tích cực, không khí lớp học cũng sôi động hẳn lên. Trong một cái tiết học thì có sử dụng nhiều hình thức như là
đầu giờ cho nó hát cho lớp sinh động hơn. Rồi trong khi hết cái hoạt động 1 thì cho nó chơi một trò chơi nhẹ. Rồi bạn nào biết thì ra cho nó chơi. Ngoài ra thì có những cái đồ dùng trong lớp như là những bông hoa, học sinh nó tự làm. Rồi như hoạt động nhóm thì có nhóm đôi hoặc nhóm 3, nhóm 5 tùy theo hoạt động của mỗi tiết học đó. Những cái hoạt động đó thì học sinh nó sẽ tiếp thu dễ dàng hơn và sâu được nhiều kiến thức thì em đạt kết quả tốt. Đối với học sinh của chúng tôi ở đây là một vùng sâu, không thông sâu. Thì trình độ học sinh của chúng tôi thì cũng không có đồng đều. Cho nên khi mà để tạo hứng thú cho học sinh trong một giờ học á, thì chúng tôi đã tổ chức nhiều, rất là nhiều hình thức dạy học thông qua những đồ dùng dạy học nhiều màu sắc để cho các em gây hứng thú hơn, để có kết quả được tốt hơn trong giờ học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học luôn được áp dụng xuyên suốt trong hầu hết các tiết dạy. Bởi lẽ, đồ dùng dạy học sẽ giúp giáo viên chuyển tải được nội dung bài học một cách sinh động, chấm dứt tình trạng đọc chép. Vì vậy, nhiều trường đã phát động phong trào giáo viên tự làm và sử dụng những công cụ đồ dùng dạy học trong từng giờ dạy. Ngoài ra, giáo viên còn tích cực hướng dẫn, vận động sự tham gia ngày càng nhiều của học sinh vào việc cùng làm đồ dùng dạy, đồ dùng học trong những giờ thủ công. Điều này chẳng những tạo nên sự gần gũi giữa thầy và trò mà còn làm cho giờ học giảm đi áp lực, tạo không gian thoải mái, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh và sâu hơn. Đồ dùng dạy học trong cái trường tiểu học nó rất cần thiết. Thứ nhất là chúng ta làm những cái đồ dùng vậy nó giúp cho giáo viên chuyển tải lại những cái nội dung mà mình giảng giải thì nó không hiểu, nhưng mà khi có nội dung vô, có cái đồ dùng dạy học vô thì các em nó rất là dễ hiểu. Rồi một cái nữa là gây cho các em nó hứng thú học tập, có đồ dùng nó học hăng hái lắm. Rồi bây giờ chúng ta lại tổ chức học tổ học nhóm, mà nếu thiếu đồ dùng dạy học thì như vậy là cái tiết học chúng ta nó không thành công. Để tạo hứng thú học tập cho học sinh và cũng để cho các em nắm vững kiến thức trong học tập thì không những riêng bản thân tôi cũng như là trong nhà trường của chúng tôi thì là cũng đã tổ chức cho các em làm những cái đồ dùng học tập. Mà trên cơ sở những cái đồ dùng học tập đó thì các em vừa học kiến thức để các em vừa chơi. Cho nên là các em có hứng thú trong học tập hơn, các em thích đến trường hơn, rồi là kiến thức các em được tiếp thu và nắm vững vàng hơn. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin ngày nay, đa phần các trường tiểu học đều nhanh chóng thích ứng và tích cực vận động giáo viên thiết kế những bài giảng bằng giáo án điện tử. Không thể phủ nhận rằng những tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin luôn thu hút học sinh, tạo niềm hứng khởi học tập thông qua những hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng sống động và nội dung bài học cũng theo đó mà có nhiều sắc màu hơn. Giáo viên cũng đỡ tốn thời gian soạn bài, viết bài như trước kia, mà thay vào đó là sự quan tâm gần gũi với học sinh nhiều hơn. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục thì hiện nay theo đổi mới phương pháp dạy học thì chúng ta phải ứng dụng dạy học trên giáo án điện tử vào trong bậc học để thứ nhất là giúp cho các em là hứng thú học tập, khơi gợi sự tò mò hứng thú của các em qua những cái hình ảnh rồi những cái tư liệu, những cái đoạn clip đó, các em sẽ khơi gợi sự hứng thú của các em. Các em sẽ dễ dàng tìm ra kiến thức. Là một, thứ hai là sẽ giúp cho người giáo viên đỡ tốn thời gian hơn thì sẽ giúp cho việc dạy học đạt hiệu quả hơn. Hướng đến xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, một số trường đã tổ chức giảng dạy ngoài không gian lớp học, tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng, các cuộc thi như tìm hiểu về an toàn giao thông, cuộc thi bé kể chuyện. Một mặt tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh cho các em, nhưng mặt khác, thông qua những phong trào đó, các em sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng. Trường Tiểu học An Phước A là một trong những trường thực hiện mạnh mẽ các phong trào này. Đặc biệt, hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ luôn được nhà trường quan tâm và thường xuyên tổ chức để vừa giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nói, mạnh dạn, vừa để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc. Để cái xây dựng cái trường học thân thiện, học sinh tích cực trong giai đoạn 2013 và 2015 đó, thì nhà trường tổ chức cho các em là tham quan học tập, cũng như là tổ chức cho các em đi tham quan ở Dinh Độc Lập thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tổ chức các em đi tham du chơi ở Suối Tiên, cũng như là chăm sóc cái khu di tích Đình Hòa Phú để cho các em vui chơi giải trí, đó là tiền đề cho các em học tập tốt. Cùng với trường An Phước A, trường tiểu học Phước Hậu B và trường tiểu học Chu Văn An cũng là những điểm sáng về các hoạt động ngoại khóa. Với tinh thần học mà chơi, chơi mà học cùng với khẩu hiệu mỗi ngày đến trường là một niềm vui cho học sinh, các trường đã chú trọng xây dựng các câu lạc bộ kỹ năng như Em là ca sĩ, Em là họa sĩ, Em yêu khoa học nhằm quy tụ những em có chung niềm đam mê, sở thích. Dễ dàng nhận thấy các câu lạc bộ này đã mang lại hiệu quả tích cực.
Bên cạnh việc giảng dạy lý thuyết trên lớp, đa phần các em đều hào hứng khi được tham gia những giờ sinh hoạt này. Trong cái câu lạc bộ của trường tổ chức thì con thích nhất là môn mỹ thuật, vì nó giúp con vẽ được nhiều bức tranh đẹp hơn, giúp con học môn mỹ thuật được giỏi hơn. Và tương lai của con ước thì con sẽ ước được làm một họa sĩ vẽ thật là đẹp. Câu lạc bộ âm nhạc thì giúp cho các em được thư giãn, được thoải mái, cũng như là có những cái giờ sinh hoạt vui vẻ với nhau, tập những bài hát mới, rồi tập những cái bài múa, bài nhảy để giúp cho các em được phát triển về cái khả năng âm nhạc của mình, cũng như là phát hiện ra những cái em có năng khiếu để bồi dưỡng, để giúp cho các em có cái hướng trong tương lai, và qua đó thì cũng tạo cho các em có được cái môi trường thân thiện để các em học tập được kết quả cao. Mỗi câu lạc bộ đều có hình thức tổ chức và mục đích riêng, nhưng nhìn chung vẫn nhằm vào sự phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là cơ hội để các em bộc lộ cá tính, năng khiếu, sở trường, đồng thời có tác dụng hình thành thói quen hợp tác, tương trợ, học hỏi lẫn nhau. Học sinh có thể thỏa thích, vui chơi, thư giãn sau những giờ học căng thẳng, rèn luyện sức khỏe, rèn giũa các kỹ năng múa, hát hay vẽ. Và quan trọng là phát triển năng lực giao tiếp, một năng lực cần thiết cho tất cả mọi môn học. Việc mà tham gia câu lạc bộ sẽ giúp cho các em phát triển được các cái kỹ năng nghe nói, đọc viết, cũng như là cái năng khiếu để cho các em có thể là làm quen với việc sử dụng tiếng Anh sau này. Ngoài việc bồi dưỡng kỹ năng, thay đổi phương pháp dạy và học để học sinh ham thích học tập, trường tiểu học Phước Hậu B còn hết sức quan tâm đến việc giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tự hào về quê hương đất nước, rèn luyện cho các em kỹ năng ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là việc tham gia chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương. Qua mà cái việc mà tổ chức cho các em tham quan chăm sóc như vậy đó là giúp cho các em là tìm hiểu về cái truyền thống của lịch sử. Rồi cái nội dung tiếp theo nữa là muốn giáo dục cho các em biết là cái đạo lý là uống nước nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ người, trồng cây. Thì qua đó sẽ gợi cho các em ghi nhớ lại cái công ơn của ông cha ta đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để mà giành được độc lập như ngày hôm nay. Có thể thấy, với tiêu chí lấy người học làm trung tâm, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực thay đổi phương pháp dạy và học, thực hiện nhiều biện pháp tích cực với mục đích hướng tới xây dựng một môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường. Từ đó, giúp cho mọi thành viên trong nhà trường gắn bó thân thiết với nhau và học sinh càng cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai, là gia đình thứ hai của mình. Đối với tiểu học là cái việc mà xây dựng cái môi trường học tập tích cực và thân thiện luôn được các nhà quản lý quan tâm. Đặc biệt nhất là trong thời gian vừa qua, giáo viên đã tích cực và chịu thương, chịu khó tạo một cái môi trường học tập cho học sinh tiểu học mang tính toàn diện. Như vậy, cái việc mà xây dựng cái môi trường học tập tích cực, thân thiện trong các trường tiểu học là điều nên làm và phải làm, và làm thường xuyên với cái tính chất là tạo một sân chơi, một sân học tập trí tuệ toàn diện nhưng gần gũi và thân thiện. Để nhằm thực hiện có hiệu quả hơn cái việc xây dựng cái môi trường học tập thân thiện, tích cực trong cái thời gian tới đây, thứ nhất là huyện Bình Tân sẽ tham mưu cũng như là với ủy ban dân các cấp, nghĩa là dành những khoản kinh phí ngân sách là hỗ trợ một cách tích cực cho cái việc mà xây dựng cơ sở vật chất cũng như là các cái trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng cái môi trường này. Cái thứ hai là sẽ chỉ đạo cũng như là hướng dẫn hiệu trưởng các cái trường tiểu học sẽ ưu tiên dành cái nguồn kinh phí sự nghiệp là cho cái việc là tạo ra cái lớp học thân thiện cũng như là thực hiện tốt cái việc là xây dựng cái cảnh quan sư phạm nhà trường cũng như là trong lớp học mà từng ngày một là tốt hơn. Học sinh tiểu học là những búp măng non, là thế hệ tương lai góp phần quyết định vào sự phát triển của đất nước. Do đó, mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà vẫn là tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng môi trường học tập thân thiện, vui tươi và lành mạnh cho các em. Bởi trường học có thân thiện thì học sinh mới tích cực học tập. Thế nhưng, để thực hiện tốt mục tiêu này,
Thiết nghĩ phong trào cần phải được quan tâm, chú trọng nhiều hơn từ mỗi trường học, từ mỗi giáo viên để tạo dựng được môi trường giáo dục tích cực, thu hút học sinh học tập đạt hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục đào tạo kỳ này của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.